Ở đấy nói chung là vui và nói chung là tình cảm lắm cháu ạ, tình vui và tình cảm. Ở ăn uống thì nhiều lắm, không tưởng được đấy. Cứ mỗi tối tại trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội, ông Trịnh lại gọi điện về thông báo cho gia đình về tình hình sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt trong những ngày xa nhà. Ở đây, mọi thứ với ông đều gần gũi, yêu thương như chính gia đình mình. Ở đây đánh giá ban đầu các cô phục vụ ở đây là chuẩn. Nói chung là không có gì để nói cả. Mà chỉ là cảm ơn các cô đấy, cô chú đấy. Nhiệt tình, mà nói chung là giúp đỡ tối đa. Trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, niềm vui lớn nhất của những cựu binh này là được gặp gỡ đồng đội, được sum vầy bên mâm cơm đầy đủ, ấm cúng ở khu điều dưỡng tập trung, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời không thể nào quên. Trong cái đợt điều dưỡng này, chúng tôi đến đây là coi như là được các cháu chăm sóc rất là chu đáo và ăn uống thì rất là ngon miệng, mọi thứ phù hợp với này. Những người có tuổi và những người coi như là đi điều dưỡng tại đây. Đến nhất này là gặp được lại tất cả đồng đội, các bạn chiến đấu ở tất cả vùng miền đã được gặp sau bao năm công hiến. Tôi xin cảm ơn trung tâm điều dưỡng đã đón tiếp, chăm sóc và tạo điều kiện cho chúng tôi sinh hoạt những ngày vừa qua. Đây là những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi nhớ. Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội hiện là nơi nuôi dưỡng và điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng bằng những hoạt động cụ thể như tổ chức khám, chữa bệnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, tham quan ngoại khóa, nhằm nâng cao sức khỏe của người có công. Tại đây, họ luôn được đội ngũ cán bộ, nhân viên quan tâm, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Đây là một công việc rất là thiêng liêng, rất là cao quý mà mình cảm thấy mình rất là tự hào khi mà được phục vụ các cụ, các bác là những người có công. Thì đối với công tác phục vụ người có công với cách mạng thì là người cán bộ thì mình luôn phải đặt cái tâm, cái đức lên hàng đầu và mình luôn phải coi các cụ, các bác như chính người thân trong gia đình, như ông bà, cha mẹ của mình. Năm nay thì chúng tôi được thành phố Hà Nội và Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội giao chỉ tiêu là 4.300 lượt cụ của các quận huyện. Và đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã làm được hơn 58%. Đối với công việc chúng tôi thì đề nghị chúng ta phải yêu nghề. Thứ hai, chúng tôi phải nói rằng chúng tôi được phục vụ. Vì khi được phục vụ thì cảm thấy tấm lòng nó nhẹ nhàng hơn. Và những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, sự quan tâm chăm sóc về đời sống vật chất và tinh thần đã phần nào xoa dịu những vết thương mà chiến tranh để lại, giúp họ tiếp tục sống vui, sống khỏe mỗi ngày.